Hello, chào mừng quý anh chị nhau từ đã quay trở lại với video của em Tành trên, trên YouTube ITB Club Channel. Chúc anh chị có một buổi chiều xem video với nhiều thông tin thật là hữu ích anh chị nha. Rồi, vừa nên đét hôm nay một phiên uh, dao động biến đổi tương đối tiêu cực khi mà cái số điểm giảm đâu đó hơn 10 điểm anh chị ha. Cụ thể ở đây là 12 điểm, 12.96 điểm, đóng cửa ở vùng 1125.39 và cái mức độ giảm tương ứng với 1.14% với cái độ rộng thị trường đang nghiêng về các mã giảm à, đi ngang một cái mà giảm hơn 361 mã và các mã tăng đâu đó chỉ có 84 mã các mã không đổi cũng giảm xuống luôn anh chị chuyển qua thành các mã các mã giảm ở đây anh chị ha và dòng tiền dành cho các mã giảm ngày hôm nay thì đâu đó hơn 13.794 tỷ ha 92 tỷ và tổng cái giá trị thị trường phiên ngày hôm nay ở vn index thì đâu đó là hơn 17 000 tỷ hơn 17 000 tỷ khối lượng một cái phiên giao dịch giảm điểm một cái khối lượng giảm khá lớn một cái số điểm giảm khá lớn nhưng mà cái vùng cái khối lượng không tăng để khối lượng không có đột biến lên giống như những cái phiên như này à, phiên ngày 8 tháng 6 hoặc là cái phiên ngày 16 tháng 6 thì là một cái tín hiệu cũng tương đối tích cực cho thị trường trong thời điểm hiện tại nên anh chị nào mà đang xem video này đang xem video của ông Tịnh thì à, mình cũng nên an tâm trong cái đoạn này không có gì phải lo lắng anh chị nha và đặc biệt là cũng như trong các livestream thì cũng đã có chia sẻ với các anh chị về cái việc thị trường có thể sẽ có những nhịp điều chỉnh và nhịp điều chỉnh này không không nên lo ngại ha những anh chị nào mà có những vị thế vùng cao thì có thể là cân nhắc những vị thế của mình để À, hạ trọng còn anh chị nào mà đã có những vị thế giá tốt thì tiếp tục cầm và à, nếu mà có chút lời thì có thể chút lời và canh những vị thế giá tốt mình tham gia lại xong à, đó thì đó là những nhận định rồi các chị xem like xem video thì cho em tình một nút like cũng như là những bình luận trái tim màu tím anh chị quý hơn thì có thể à, đang có những cái mặt của phiếu mình quan tâm thì có thể là để lại cái phần à, bình luận cái mặt cổ phiếu của mình à, để em có thể là hỗ trợ cho quý anh chị cho mình còn ở trong cái phần mô tả của video em có đỡ một cái đường link tham gia vào trong cái đồng cộng đồng thì ngoài cái việc hỗ trợ cho anh chị ở trên video cũng như là trên những cái livestream thì em tận còn có hỗ trợ cho các anh chị ở trong cộng đồng nữa nên là anh chị nào mà chưa tham gia vào trong rung thì hãy tham gia vào trong room để chúng ta cùng đồng hành với nhau nha anh chị nha rồi à, ok anh chị thấy là hôm nay một cái sách sách đỏ đang ngập ha riêng dòng heo lậu đang quay trở lại ha dòng, dòng, nông nghiệp ha thực phẩm nông nghiệp là đang quay trở lại rồi nhóm đầu tư công đang có những cái tín hiệu tích cực đặc biệt là những mã tương đối mạnh ở hvb rồi, anh chị thấy là với cái việc tác động tới bên index ngày hôm nay thì cái tác động điểm số nhiều nhất đó là mã Vietcombank và Vinamilk. À, còn lại thì các mã khác, hai mã liên của nhóm ngành heo này, rồi một mã ngân hàng hoặc những mã khác. Rồi chiều giá điểm thì có sự trả lại của mã HBG. Rồi bên cạnh đó thì các cái mã của nhóm ngân hàng ngày hôm qua thì kéo thì ngày hôm nay trả lại điểm hết anh chị ha. Đó. ngồi thì ngày hôm nay là một phiên quay trở lại mua rồng. À, nước ngồi là quay trở lại mua rồng. Mua chủ yếu là à, HBG, Vinamilk Vinhome rồi bán thì bán Đức Giang bán uh, Direct, bán Nam Long bán VRE tự tại... doanh tự doanh thì hôm nay tiếp tục làm một phiên mua mua răng anh chị phiên mua răng và mua chủ yếu là chứng chỉ quỹ ha còn lại thì mua STB mua bsm à, chiều bán thì bán Vietcombank bán HBG bán HNG đó. À. về các nhóm ngành thì anh chị thấy là chiều nay giảm điểm thì đồng loạt giảm điểm và à, các nhóm ngành đa phần đều giảm đỏ hết đặc biệt trong đó nhóm vật liệu xây dựng là vật liệu cơ bản thì hơn 1.97% nhóm y tế thì nhỏ đó ha nhịp này cũng có sống nhóm dịch vụ tiêu dùng thì 1.44% nhóm tài chính thì 1.13% trong nhóm dịch vụ tài chính thì nhóm chứng khoán điều chỉnh cao nhất với 3.89% rồi nhóm ngân hàng thì 0.79 nhóm bất động sản thì 1.24 trong nhóm vật liệu cơ bản thì nhóm thép điều chỉnh 2.88% nhóm hóa chất thì 1 trăm đó rồi À, các mã cổ phiếu như dịch vụ hạ tầng à, công nghiệp công nghiệp thì anh chị thấy là hiện tại nhóm xây dựng và vật liệu xây dựng thì giảm nhẹ 0.18% tám còn tại các bài thì 0.33 thì anh chị thấy là trong nhóm này hiện tại vẫn đang có những mã tương đối khỏe ha đặc biệt trong đó là mã hbc thì chỉ giao dịch một phiên ngày hôm qua thì tím nhưng mà ngày hôm nay thì đang dừng ở mức thanh chiếu cũng khá tích cực rồi những mã ví dụ đầu tư công khác như là à, hút thì giảm nhẹ 0.51% rồi hhv thì giảm cũng tương đối nhẹ ha giảm tương đối nhẹ và những mọi cổ phiếu khác đó ví dụ như là à, CI thì cũng có những nhịp giảm 0.82% VCG thì giảm hơi sâu một xíu LCG thì hơn 1 phần 1 phần à, trăm FCN thì 2.5 phần trăm G2.2 BC1 thì 2.5 thì những cái mã này giảm cũng tương đối à, nhiều à, tương đối nhiều nhưng mà xét vào tổng thể chung so với những nhóm ngành khác thì nó giảm à, thấp hơn 10 cái mã mà đang được quan tâm nhiều nhất trong phim ngày hôm nay đó là mã DG với cái mức giao dịch đầu đó là hơn 48 triệu và phần trăm giảm là 5,8%. Bên cạnh đó thì có Novoland giảm 3.6%. Rồi HAG thì tăng 4.4, HNG thì vẫn giữ được cái sắc tím. Bên cạnh đó thì HBG đang giảm với 3 trăm với hơn 36 triệu cổ phiếu. Bên ND Direct thì 29 triệu cổ phiếu giảm 3.84%. Rồi rất nhiều mã cổ phiếu ha. SSI thì ngày hôm nay cũng giảm đi 4.4%, giảm tương đối nhiều các thì ngày hôm nay giảm 4.6% ở đóng mới ở vùng 10 8.6 ha, 18.6. Thì với những nhịp này thì anh chị à, đang cầm những mặt phiếu mà có những vị thế vùng cao thì cũng chưa hẳn chưa hẳn gọi là lo lắng anh chị nha, bởi vì mình sẽ còn những cái hướng xử lý và cụ thể cái mặt cổ phiếu của anh chị như thế nào trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái biểu đồ kỹ thuật anh chị nha. Rồi anh chị xem video thì nhớ cho em một cái nút like để kích lệ tinh thần cũng như là động viên tinh thần của em tình Cảm ơn các anh chị rất là nhiều anh chị hiện tại vẫn chưa có người đồng hành trên thị trường chứng khoán thì hãy liên hệ bấm tận qua số điện thoại ở đây 0987 981398 98 để chúng ta cùng à, kết nối với nhau và làm việc với nhau sớm nhất cùng à, nhau đón cơn sóng tiếp tới của thị trường nha anh chị nha. Cảm ơn các anh chị. Rồi về về thì anh chị thấy là à trong những cái phiên livestream cũng như là những cái video trước đó thì em tận có chia sẻ với các anh chị về cái vùng à, kỹ thuật của bên thì Nasdaq hiện tại vẫn đang một cái vùng mục tiêu hướng tới cái vùng 1205 trong cái xu hướng dài hạn ha. À trong cái khung trung hạn ngắn hơn thì vn index hiện tại đang có những cái vùng à, đang có những cái sự à, tích tăng của hai kiếm vẫn à. bạn có sự tăng của hai kiếm và à, đang chạm vào những vùng kháng cự đã tiến lên những vùng kháng cự đâu đó một nghìn năm trăm một nghìn một trăm năm mươi một nghìn một trăm sáu mươi và cái hỗ trợ ngắn hạn của vn index là quanh cái vùng một nghìn một trăm hai mươi đó là những mốc mà anh chịu lưu ý thì với cái nhịp này nếu mà trong tuần trong tuần anh chị nha mà vn không có những cái sự chuyển biến để tích lũy tăng trở lại thì có khả năng qua tuần sau thì khách sạn quanh cái vùng 1077 sẽ mở ra thì quần index có thể sẽ có những cái nhịp à, điều chỉnh và chứng lại cái đa tăng à, nhịp chứng lại cái đa tăng và điều chỉnh được con bằng trở lại trước khi à, có một cái nhịp tiếp tục đi về cái vùng 1205 ha. À, nhưng mà trước khi đi về 1205 thì phải à, xử lý được cái kháng cự quanh cái vùng 1150 1160 ngắn hạn hơn thì anh chị thấy là những cái vùng này em đã quẻ từ trước đó và ở, đây rất là lâu thì hiện tại phần index đang có những cái nhịp à, những cái vùng hỗ trợ trong phiên ngày hôm nay thì cái vùng hỗ trợ 1130 là một vùng hỗ trợ tương đối của phần index và cuối phiên phần index đã phá vỡ cái vùng hỗ trợ này thì cạnh vùng hỗ trợ sâu hơn bên dưới của mình là quanh cái vùng 1116 1120 đó thì vừa nên có thể sẽ có những nhịp chạm về lại cái vùng này rồi à, anh chị thấy ở đây đang cho một cái trạng thái tăng của hai kiếm nên là khả năng mình index sẽ có những nhịp quanh khu vực này rồi sẽ có những nhịp test trở lại nên là mình chớ hoàn loạn chớ lo lắng ha cái trạng thái của mình index hiện tại thì cái chỉ số tâm lý cũng đã bắt đầu có những nhịp điều chỉnh giảm để đưa về những mức cân bằng quanh khu vực này thì mới bắt đầu có những nhịp tăng tiếp nên là à, cái nhịp điều chỉnh này là nhịp điều chỉnh bình thường và giống như đầu video em có đề cập với các anh chị về việc là index có thể à, giảm với cái điểm số tương đối lớn nhưng mà cái thanh khoản vẫn ổn định như thế này thì à, không có những cái điểm tiêu cực nhiều lắm đối với thị trường trong thời điểm hiện tại nên anh chị à, hạn chế cái việc lo lắng ha mà hãy tập trung vào cái danh mục của mình tập trung vào cái à, các mã cổ phiếu để chúng ta sẽ có được những vị thế mua tốt hơn rồi thì à, anh chị thấy là ngắn hàng đang có những vùng hỗ trợ quanh 1122 một và 20 của thị trường trong thời điểm hiện tại thì có thể là vn index sẽ có những nhịp à, chạm về khu vực này và trong phiên ngày mai thì có thể sẽ có những nhịp bật trở lại quanh 1132 đó thì nếu mà cái nhịp bật trở lại này thì anh chị muốn thoát hàng với anh những anh chị nào mà đang kẹp những vị thế vùng cao ha, những anh chị mà đang kẹp vị thế bùng cao như thế này muốn thoát hàng thì canh những nhịp ngày mai anh chị có thể là à, có thể là trong phiên trong phiên sáng hoặc là phiên chiều sẽ có những nhịp bật trở lại ha trong phiên sáng này trong phiên đầu phiên chiều anh chị đầu phiên chiều có thể là sẽ có những cái nhịp bật trở lại cái vùng khách sạn 1133 thì sẽ có nhịp hồi anh chị nào mà muốn thoát hàng thì hãy canh những nhịp hồi này để thoát chứ mình không có gì phải lo lắng mà bán hỗn loạn trong dịp này anh chị nha bởi vì hiện tại thì vn index vẫn đang có một vùng hỗ trợ tương đối à, trong những nhịp sắp tới trong cái thời gian một hai phiên sắp tới ở cái vùng 1120 1121 còn nếu mà có phá vỡ cái vùng này đi thì và nên sẽ có nhịp lắp lại cái vùng 1100 ở khu vực này là tạo ra cho anh chị những cái đi mua nhưng mà các bạn tốt các bạn tốt thì và nên đấy cần phải có những nhịp tích lũy đi ngang ở khu vực này để tạo ra những điểm các bạn sau đó đi lên thì sẽ ok hơn nhưng mà ngày mai sẽ có những nhịp bật trở lên thì anh chị chớ vội chớ vội mà mua hàng trong những nhịp tăng mà hãy canh những nhịp điều chỉnh những mã cổ phiếu về lại những cái vùng hỗ trợ thì anh chị ưu tiên mua thì nó sẽ ok hơn còn những cái vị cổ phiếu mà anh chị đang có những cái vị thế ở vùng cao thì có thể là canh những cái nhịp hồi phục anh chị hạ bớt tỷ trọng để mình lấy cái số mua cho những vùng bên dưới rẻ hơn anh chị nha ok đó là về cái thị trường à, thì cái việc mà uh, bên index có những cái phiên giảm điểm ngày hôm nay à, phiên giảm điểm ngày hôm nay thì à, em tịnh cũng đã có những cái chia sẻ với các anh chị trong room cộng đồng của mình trong à, từ sáng sớm anh chị từ sáng sớm từ sáng để anh chị có thể là có những cái sự chuẩn bị cho cái à, quá trình này đó thì anh chị thấy là ở đây à, thì bên index hiện tại là à, chào buổi sáng anh chị ha thì thị trường đang xác nhận ở trên nhưng các phiên vừa qua thị trường chốt nóng thứ hai và luôn có những những biến đạp rũ trong phiên rồi kéo mạnh vào cuối phiên và anh chị thấy là trong cái phiên ngày hôm nay thì bình index à, cũng có những cái nhịp đạp rũ trong phiên à, sáng mở gáp đạp rũ sau đó đạp rũ rồi à, chiều lại kéo lên nhưng mà phiên ngày hôm nay thì đến chiều là đạp luôn anh chị ha đến chiều thì đạp luôn đó thì em có nhắn với các anh chị đó thôi anh chị khách hàng thì với cái thanh khoản không cao ha diễn biến đạp rũ trong phiên và kéo mạnh vào của phiên với thanh khoản không cao và dòng tiền chủ yếu vào kéo trụ và ngân hàng nên là à, điều này sẽ là một điều đáng lưu ý nha rồi hiện tại cũng đợi như em đã chia sẻ thì hiện tại đã có cái sự tích lũy chặt lại với nhau và đang hướng lên, xung lượng có thể là tiếp tục diễn biến trong phiên hôm nay và phiên cuối tuần. Đó. Vùng kháng cự hiện tại của nền index tháng tới và rung lách sẽ là quanh 1150, 1160. Do đó anh chị nào chưa có chốt lời thì có thể là thực hiện chốt lời ở vùng này chưa tới trận. à, chứ không có chốt hết. À, vẫn có à, chiến thuật để chúng ta chốt lời để mà làm sao cái lượng lợi nhuận tối ưu và mình không có bị mất khăn. Rồi có thể sẽ có một phiên rũ bỏ bất ngờ. Đó, một phiên rung bỏ bất ngờ anh chị nha. Rồi thị trường sẽ tiếp tục đi lên. Nên anh chị nào chấp nhận rung lắc thì tiếp tục cầm. Anh chị có chút lời thì canh nhịp đó để mua lại. Mua gia tăng hạt mua mới. Đó, nhận cái bạn. Và cái điều bất ngờ không phải là sẽ có một cái phiên rủ bỏ bất ngờ mà cái điều bất ngờ là cái phiên đó nó diễn ra ngay trong ngày hôm nay anh chị nha đó. và cái vùng 118 11 20 sẽ là cái ngưỡng cho tín hiệu của um, index điều chỉnh sâu hơn nếu xuyên qua cái ngưỡng này đó thì có thể là sẽ có những nhịp đạp xuyên qua cái vùng này để chạm về những vùng hỗ trợ quanh cái vùng 1100 nha anh chị nha. Đó sẽ có thể sẽ có những nhịp đạp xung quanh. Hoặc là dừng lại ở quanh cái vùng 1120, tám Rồi, chúng anh chị một ngày hiệu quả. Thì sáng em có chia sẻ với anh chị là sáng sớm ha, khi mà vào phiên thì tiếp tục kịch bản cũ sáng mở gáp điều chỉnh trong phiên và chiều kéo mạnh. À, thị trường đang làm cho nhà đầu tư quen với cái nhịp này nên là vẫn cảnh giác với trường hợp giảm luôn cả phiên. Đó, giảm luôn cả phiên. À, thì mình đã có những nhịp cảnh giác anh chị nhau và em vẫn đang theo dõi sát có những biến động em sẽ nhấn cả nha à, hỗ trợ ngắn hàng hiện tại thì một một rồi thì ngày hôm nay thì anh chị thấy là em có hồi lại cái vùng à, canh bán ra cái mã bơ ích để có những cái thua vốn đánh những mã mạnh hơn và cũng có những cái nhịp gọi là mua lại cái mã gr quanh cái vùng giá 17 18.7 đến 19 à, các lỗ 17.5 và chốt lại 24 thì anh chị thấy là so với thị trường thì ở thời điểm hiện tại GWR vẫn chưa có giảm nhiều ha. Thì phiên sáng quanh vùng 19.5 là cái vùng mà em đặt. Để giá mua thì đến tới thời điểm hiện tại thì uh, GVR nó vẫn đang ở trong cái vùng giá đó. Tức là thị trường có giảm mà này đã giảm trước rồi và hiện tại nó không giảm thêm, có nghĩa là uh, khi mà buổi chiều thị trường giảm một cái phiên gần 13 điểm nhưng mà GVR nó vẫn đang neo được trên cái vùng hỗ trợ 18.8 ở đây thì chứng tỏ là GVR đang có một cái nhịp khá là ổn định một cái lực đỡ quanh cuộc này thì uh, sắp tới có khả năng sẽ có những nhịp bật khá tốt đối với GBR nếu mà tiếp tục đi ngang và có những sự tốt lũy chặt ở khu vực này để tiến lên. À, thì hôm nay có mơ mua thêm cái mã GBR này thôi. Rồi, à, tiếp tục là Rồi, nhắc các anh chị ha, các anh chị hồi BLX. Rồi, sáng nay đa phần các cái số mã giảm lớn và VNX đang neo trên một 132 đang tích lũy chặt bên dưới hai kiếm 15 nên là sắp kết phiên rồi thì xem phiên chiều thì lúc này em đang có cái dự dự định là có khả năng là chiều nay sẽ có những nhịp đạp bởi vì à, bình thường thì nó sẽ có những dao động và nó tích lũy bên trên phiên và anh chị thấy là trong những cái cái nhịp đạp trước đó thì anh chị thấy không, nó không có những sự tích lũy chặt ha, không có những sự tích lũy chặt nhưng mà trong cái phiên gần đây thì anh chị thấy là cái sự tích lũy chặt ở đây, à, cái sự tích lũy chặt đang nằm ở đây, đó, đang nằm ở ngay vùng này thì em thấy nó có cái điều gì đó cần phải quan sát thêm và thật sự là vn đã tích lũy chặt như thế và bắt đầu có một rồi Đó thì cùng xem cả nhà. À, và sau đó thì à, có những nhịp đạp ha chiều à, khi mà nó có nhịp nhúng về cái vùng 1130 ha có những nhịp nhúng về 1130 đó anh chị thì khi mà về có những nhịp nhúng về 1130 à, thì em mới nhắn cả nhà là có liệu bật lên hay không tức là mình đã chuẩn bị sạch cái kịch bản chuẩn bị sẵn cái kịch bản về về có thể tiếp tục bật lên hay không hay là sẽ rơi đó thì cuối phiên là trong những phiên nhiều phút tiếp theo thì nó đã có hồi ha nó đã có hồi nhưng mà mình vẫn không có Bội mừng anh chị không có buổi mừng cùng xem đến cuối viên xem như thế nào bởi vì mình vẫn có một cái linh cảm gì đó anh chị ha? một cái linh cảm gì đó rồi thì cuối cùng là à, Burninest đã có những cái nhịp đóng lớn và à, phá bỡ đi cái vùng hỗ trợ ở một một và tiến về vùng dưới này thì ngắn hạn nó sẽ chạm về cái vùng một một à, rồi thì kết phiên rồi thì à, cũng có một chút nhận định ha đó thì hiện tại cái phiên này là một phiên đóng cửa anh chị có bất ngờ không em tình có chút bất ngờ là phiên rũ bỏ bất ngờ này xảy ra trong phiên ngày hôm nay hả chứ không phải đến đầu tuần sau từ em đang dự định như vậy nhưng mà trong phiên thì theo quá trình theo dõi thị trường thì anh anh chị thấy là những nhận định liên tục của em về cái mặt thị trường à, về những cái điểm mà nó đang tích lũy như thế này thì em đang có những cái dự cảm dự định và cập nhật liên tục với cái gì để anh chị không có bị rối loạn à, không có bị hoang loạn trong quá trình này và mình vẫn giữ được cái vị thế của mình để mình à, có được những cái nhịp tốt hơn trong cái, cái thời gian tới ha thì bởi vì cái đoạn này anh chị thấy là mặc dù đang giảm điểm ha. Mặc dù đang giảm điểm rất là là ghê yeah, giảm điểm tới mười mấy điểm, 10 mười, gần 13 mười điểm. Nhưng mà thị trường hiện tại khối lượng giảm không nhiều, ha, khối lượng giảm không nhiều nên là cái sự giảm điểm này là một cái điều robot cần thiết để tạo ra một cái lực cầu mới, tạo ra một lực cung mới để anh chị có thể làm à, những anh chị đang cầm tiền bên ngoài đang lo lắng e dè về và thị trường đang tiếp cận về những vùng kháng cự thì không dám vào và những người mà đang cầm tiền đang cầm những mã cổ phiếu và đang có lời họ cũng chưa muốn chốt lời nên là cái dòng tiền nó không có và nó không có sự luôn viên kết hợp với cái việc là sắp tới thì thị trường sẽ có những cái uh, báo cáo quý 2 uh, thì anh chỉ biết là báo cáo quý 2 là một cái báo cáo tương đối uh, quan trọng và có sự kiểm soát chặt chẽ bên cái uh, bộ phận kiểm toán nên là uh, họ có thể sẽ có những nhịp rút tiền ra để đưa về cái phần tay cái cái phần tiền, cái nguồn vốn của mình, cái nguồn tiền của mình để phục vụ cho phần báo cáo này và sau đó sẽ có những nhịp trả lại à, đưa vào thị trường trở lại. Nên là <laughs> trong những cái nhịp như thế này à trong những những nhịp như thế này thì cái việc điều chỉnh là bình thường và không có những cái điểm gì đáng lo anh chị nha. Và tạo cho anh chị những cái cơ hội mở mua mới à, và anh chị có thể thấy được là à, một số cái mã cổ phiếu của nhóm đầu tư công ha. À. Nhóm đầu tư công ngày hôm nay thì à, đang có những diễn biến khá tốt, ví dụ như là HV đó, anh chị thấy không HV thị trường ở đây đang giảm đó anh chị thấy HV này hôm nay vn index đang giảm tới mười mấy điểm nhưng mà HV vẫn giữ được trên hai kiếm đó là một tình huống khá khỏe ha rồi uh, uh, các mã cổ phiếu như của đầu tư công ha CI à, CY thì yếu hơn HV một xíu có nghĩa là uh, đang yếu hơn hát uh, HV dịp này thì đang khá khỏe trong cái cái biểu đồ của mình rồi những mã cổ phiếu khác đó rồi HSG đó anh chị thấy không HG trong phiên thì nó đã giảm về tới gần cái vùng giá ở đây à, gần cái vùng giá đây nhưng mà à, cuối phiên thì hg vẫn giữ được trên cái vùng này và mặc dù vừa nên có những nhịp giảm mạnh à, đó thì anh chị thấy là cái khối lượng nó giảm như này à, thì việc mà vừa nindex giảm mạnh nhưng mà các mã cổ phiếu nó giảm chưa mạnh có nghĩa là họ đã có cái quá trình tích lũy và giảm trước đó rồi thì cái quá trình giảm điểm như thế này này là cái sự giảm điểm đông loạt của các mã cổ phiếu thôi còn trước đó là cái sự lung phiên diễn tiếp giữa các ngành đó nên là cái điểm điều chỉnh sắp tới thì sẽ là cái điểm để cho anh chị có thể làm mở các vị thế mua đối với các mã cổ phiếu của mình trong cái thời điểm sắp tới anh chị nha thì anh chị nào mà chưa biết cái điểm mua điểm bán phù hợp như thế nào thì hãy liên hệ ngay với em tịnh qua cái số điện thoại ở bên dưới để chúng ta có thể là đồng hành cùng nhau làm việc với nhau trong thời gian sớm nhất để cùng tìm kiếm lợi nhận và wow. đi lên cùng thị trường chứng khoán nhanh vậy nha. Ok, xin hẹn gặp lại các anh chị ở trong những cái livestream cũng như là những video tiếp theo để hỗ trợ cho quý anh chị. Anh chị nhớ tham gia vào trong cái room cộng đồng để có những cập nhật gì em thành sẽ chia sẻ với các anh chị ở trong cái room đó. Ha. ngồi cái giờ giao dịch, ngồi cái giờ livestream, ngồi những cái video nha anh chị nha. Ok, rồi hẹn gặp lại các anh chị ở trong những cái livestream cũng như là những video tiếp theo. Xin chào.